bên kia đổi chiến thuật rồi anh em ạ. Bên kia đổi chiến thuật rồi, thầu chắc tầm này là mắt mờ, chân chậm, không chém được ai. Và Bi quyết định là cầm IA, em sẽ đổi quân nhá. Bây giờ BB là người cầm IA, còn thầu là người cầm AC. BB là người cầm Yamato. Màu 7, BB lấy màu 7, tầm này chắc là để trốn dần cho nó kỹ hơn. Vâng, cầm màu 7 để cho trốn dần kỹ hơn, đánh chiến thuật phết anh em ạ. Bởi vì tầm này đoán rằng hai game thủ bên này mệt, màu 7 thì nó giống màu đá, nó khó nhìn. Nó khó nhìn, lấy màu 7 để có thể ẩn. Vâng, kỷ lục bây giờ đang là 25.000 anh em ạ, 25.000. Ui, bài đẹp này, bài đẹp quá. Bài đẹp đấy. Bài đẹp đấy, bài đẹp nhá. Vâng, khi mà chém thì lấy đâu ra có những cái người mà bung được một tân dân. Sau đó là bật 4 rồi để bị ốp chết giống như kiểu là để có thể cân lại BB được, à cân lại được chim sẻ được nhỉ. Bằng liệu có lên được 32 không, nhiều anh em cũng muốn là phá kỷ lục của Vlog nhưng mà tầm này thì khoai rồi, tầm này thì 11:30 rồi thì cũng hơi căng. Liệu có một phép màu nào xảy ra không anh em? Biết là anh em bảo đấy là đá bóng, còn đá bóng là mấy giờ xong anh em nhỉ? Đá bóng là mấy giờ xong anh em nhỉ? Đấy, bảo đấy, hôm nay có cả đá bóng chứ có cả cái gì gì ở sân vận động Mỹ Đình. Thời điểm đầu tiên bài của Hoàng Minh thì đẹp nhưng bây giờ thì chưa thấy thêm đồ gì ăn. Chưa thấy thêm đồ gì ăn. Quay trở lại với sẻ nào. Bài này của sẻ thì lại không đẹp bằng cái thế nhà, không đẹp bằng bài của game thủ Hoàng Minh. Nhưng đồ ăn thì cũng thế, cũng như nhau. Mỗi người đều là hiêu đầu và đôi phôi. Cảm ơn anh Bin Bố. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Đức, xin chào anh. Chào Vũ Khanh. F1 tại Mỹ Đình. Chào Nguyễn Tiến Đạt nha, chào Đại Đâm. Công thức 1 đi ạ. À đua thử giải công thức 1. Em thì không đam mê mấy cái bộ môn ấy lắm, không cập nhật tình hình. Ok, như vậy là chạy gì thử đường đua F1 à. Ok họ đi, chúng ta cứ tập trung ở đây. Chào mừng chia sẻ Vũ Hoàng Đạo nhá, chào Dương Nguyễn. Quay trở lại với bài của game thủ Hoàng Văn Nhi. Như vậy là thời điểm đầu tiên thì thấy bằng thấy đồ ăn là khá tươi. Nhưng bây giờ là không được đẹp cho lắm. Vâng, đặt PS và ăn đôi voi. Gặp màu 2 nhá, nhà màu 2 như thế này cũng là khá gần với nhà của game thủ Hoàng Văn Nhi rồi. Ổn đấy, phút thứ 9 rưỡi có tầm khoảng 600 thực này là ổn rồi. Cảm ơn Đàm Tiến Tân gửi tặng xa. Bài kích tầm khoảng 10-25. Bài này nông dân gõ nhà thì chắc 10-25. Bây giờ con giò sinh ra chúng ta lại tiếp tục là cái chiến thuật.
Vâng, tiếp tục là cái chiến thuật mà sẽ quấy phá vào những cái cơ sở làm ăn của đội bạn. Ái chà chà, bài của Thầu khỏe nha. Thấy ba sắc voi nằm nhà. Có hốc dành cho Thầu. Vâng, dường như là có hốc. Con ngựa giò không đi vào được thì đồng nghĩa là con nông dân cũng không đi vào được. Ái chà chà. Có hốc nha, có hốc nha. Nhưng hốc này thì dường như tôi cảm giác là không có đất để cho Thầu vẽ ruộng đâu. Không có hốc để cho Thầu vẽ ruộng đâu anh em ạ. Anh em nhìn mà xem. Đất này và cái hốc này không vẽ được mấy cái ruộng đâu. Chắc là vẫn đi ăn hoang dành cho game thủ tiềm bàn Thầu thôi. Con ngựa giò này cần phải bám bóng. Và con ngựa giò này cần phải bám bóng. Đây rồi. Thầu vẫn đang đưa dân ra phía bên ngoài. Và Thầu biết rằng mình đang bị theo dõi. Và bên này vẫn đang cười. Và bên này đây rồi. Bi à, Bi chưa nhớ cái bài học của Thầu à Bi ơi. Vâng, mình xin nhá. Mình xin. Thế là như vậy là Bi nó đi rồi ông giáo ạ. Ôi vĩnh biệt Thầu, đen dành cho Thầu. Vâng, đen dành cho Thầu. À xin lỗi, đen dành cho Bi. Cái bài học mà Thầu bị nhốt hai con ngựa chém, một cái BL và ba con nông dân chưa thấm à. Vâng, chưa thấy thấm. Không nên đút sâu quá. Đút sâu quá là không rút ra được đâu. Đút sâu quá là không rút ra được đâu. Quý căn thời gian mà họ sản chém ra, họ vẫn có gõ được một cái e nha. Chắc là Bi sẽ kéo nông dân lên để gõ một nhà BL mới thôi. Sao nó được mà được. À có người chém rồi. Có người chém rồi. À, nổ đấy. Bực thật. Chắc chắn là kiểu gì Bi cũng sẽ có thêm những con nông dân ở phía ngoài và đóng thêm BL ở ngoài thôi. 26-68. Còn bên này để xem vào Bi chém đã. Và điều đầu tiên chúng ta cứ xem là chém. Và Hoàng Mai Nhi vẫn đang bám được những con nông dân ăn hoang ở phía ngoài của cái thị trường bàn thầu. Bây giờ đang nhìn vào e. Và dân của Thầu mà cứ chạy nhông kèn như thế này thì Thầu không có lực để sóc quân. Và dân mà cứ chạy như thế này thì Thầu không có lực để sóc quân. Tôi đoán là trong cái hốc kia Thầu vẽ được tầm khoảng 4 cái ruộng là mắc bình. Đại gỗ chúng ta chạy đi không thành vấn đề. Không thành vấn đề, cố gắng cứ đuổi theo dân của Thầu. Và đây là cái tụ chim sẻ 33-72. Tôi vừa rồi ra sửa em không kịp anh em. Sửa không kịp. Sẻ bài đánh cho kiểu vong quân và sẻ quyết định là đi công vào nhà của cái người bị quyết định là đi công. Họ kéo hết nhau cũng giờ đi. Đây là nhà của Bi. Cả dân nhẹ nhàng thôi. Úi dồi ôi, anh Bách đi chạy dân ở nhà của Mau Bảy kìa. Giá như mà Bi nó ngủ một tí nữa thì đẹp quá. Mỏ gỗ chạy. Trên kia cái mỏ gỗ trên kia hình như cũng chuẩn bị nổ đấy nhá. Bi cũng đang khá khỏe đấy. Nghĩ là bây giờ sẻ sẽ quay sang bắn cái hốc của Thầu không? Khi mà BB đã chạy hết rồi. Vâng, vẩy. Chắc chắn là phải vẩy rồi. Rất nhiều dân của game thủ BB. Chặt đầu nào, áp sát nó vào tường. Không được. Nhưng mà cũng tạm thời vụt được mấy con nông dân. Có tôn chặn đầu và tiếp tục vẩy không? Vâng, không được. Giờ này thì cũng không cần vẩy nhiều. Những con nông dân của game thủ BB nó bị dớm máu là khá khá. Rồi, ổn đấy. Nhưng bên kia là Thầu vẫn đang có hốc nhá. Thầu vẫn đang có hốc ở khu vực góc 5 giờ Bi ơi. Xẻ ơi. Cái hốc đấy không có được nhiều đất để vẽ ruộng đâu. Nhưng mà họ dần dần họ chặt gỗ đi được là họ. Họ chặt gỗ đi là họ vẫn lấn được đất ra là họ vẫn vẽ được ruộng đấy. Ba tư trên 5-6. Chưa thấy trẻ lao lên ốp nhà của cái tù tiệm bàn thầu. Bắn nốt con nông dân này đã. Con nông dân một máu thì tha cho nó. 5 giờ. Cái hốc đấy thì
chắc thì vẽ được tầm bây giờ khi mà dân nó chặt gỗ ra rồi chắc vẽ được tầm khoảng 7 cái ruộng là kim thôi. Và cảm ơn Hoàng, anh Hoàng Xuân Trường gửi tặng 100 sao nha. Vâng, đây là pha mà chúng ta đang ốp nha. Chim sẻ đấy đang bị vào BB chém. Cảm giác BB chém có phần là cũng hơi rát đấy. Còn đây là game thủ Hoàng Mạnh Nhi. Vâng, cả hai game thủ chúng ta đang phối kết hợp với nhau. Đội quân của đội bạn cũng đang là khá đông đấy nhá. Có phải được E không? Phải E đâu đây rồi. Vâng, sẻ lao lên nó bắn đi sẻ ơi. Cái phải E tiếp, phải E tiếp. Vâng, nó chạy mất rồi. Thầu là người đã co cảm và chạy. Vâng, như vậy là chạy vào ngõ cụt dành cho game thủ tiệm bàn thầu rồi. Chạy vào ngõ cụt dành cho thầu. Chết một tuần cùng rất đau dành cho thầu. Và tuần này chúng ta lao thẳng vào hốc không. Thầu lại vẫn cần. Thầu vẫn đang to nhất map. Sẻ bên này đang bị BB giát quá. BB đang chém giát quá. Biết là có từ thủ cá nhân gì hay không. Nhưng mà đang quản BB đang quản sẻ là cực kỳ giát. Và thế trận khó rồi. Thế trận là khó rồi. BB bên kia vẫn tham bài tầm khoảng 25 đến 27. Đây họ vẫn còn ruộng. BB vẫn còn ruộng ở nhà. Căng nha. Như vậy là tỷ số là 0-1 ở trong trận đấu thứ 5.